Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Cái dòng tiếp theo mà đem lại cho em một cái gọi là một cái ấn tượng nhất sau dòng rồng Úc đó là Fatel. Thì hôm nay mình tới với một dòng gần gũi với LG hơn, đó là dòng Fatel. Con LG thì nó cần nhiệt độ phải nóng, còn con Fatel thì mình trải nghiệm cái quá trình mà nuôi á, thì cái nhiệt độ bình thường ở Việt Nam là ok rồi. Nhưng mà tuy nhiên con cái là nó sẽ không có chữ V, còn con đực là nhìn vô chữ V rất là rõ, các bạn thấy không? Còn size nhỏ hơn á, thì thực sự mà cái tỷ lệ mà check được đực cái á, hoàn toàn phụ thuộc vào cái điều kiện ấp nở. Ấp cái á, thì là sẽ sử dụng máy ấp để hạ cái nhiệt độ xuống cái mức để ấp ra được con cái ấp hơn, mát hơn. Con đực thì sẽ tăng nhiệt độ cao hơn và để sản xuất ra con cái sẽ khó hơn con đực. Cái rack này là rất là phù hợp cho nhà những bạn nào mà sinh viên mà sống ở nhà trọ không có đủ không gian, nên là trong có một chén nước và một chén canxi. Em, cái con Fatel này em thấy nó cũng mới xuất hiện cách đâu khoảng chừng mấy năm nay, 3 năm. Fatel là một cái dòng mà Việt Nam thì mới phổ biến ở những năm gần đây, 1-2 năm gần đây. Fatel thì theo em thấy là giữ giá tốt hơn so với LG. Tức là mịn luôn ha, giống như da thằng lằn vậy. Còn ở trên này nó hơi nhám nhám xíu nhưng mà vẫn không có gai hộp giống như tụi LG ha. Mới là size cận trung thôi, là Zulu Head Snow. Thì nói về cái Head Snow này á, thì rất là nhức đầu khi mà hiện tại nó... Hello, mình là Nam Ngô đây, vẫn tiếp tục series với lại Quốc ha, một người rất là nhiều tâm huyết, rất là nhiều đam mê, rất là nhiều kiến thức luôn. Ok em, bây giờ tiếp theo em sẽ giới thiệu với lại người xem cái dòng nào mà nó tạo cho em sự hứng thú ha. Cái dòng tiếp theo mà đem lại cho em một cái gọi là một cái ấn tượng nhất sau dòng rồng Úc đó là Fatel. Thì mọi người thì đều biết về LG rồi, thì hôm nay mình tới với một dòng gần gũi với LG hơn, đó là dòng Fatel. Cái dòng này thì về cái việc mà chăm sóc á, chăm sóc và cách cho ăn hay là những cái điều kiện cần thiết thì đều giống như LG. Thì nếu như mà các bạn mà muốn thì có thể lên cái kênh của mình, thì có video mình hướng dẫn cách chăm sóc là đầy đủ ở trên đó hết. Thì ở đây mình chỉ nói sơ qua về một số cái lưu ý thôi. Thì về Fatel á, thì nó cái điều kiện chăm sóc nó lại khác so với lại LG, ở chỗ là cái nhiệt độ của con Fatel nó lại khá là nhẹ, khá là dễ chịu. Nghĩa là cần nó cần cái nhiệt độ mát hơn, không cần quá nóng đâu. Con LG thì nó cần nhiệt độ phải nóng, còn con Fatel thì mình trải nghiệm cái quá trình mà nuôi á, thì cái nhiệt độ bình thường ở Việt Nam là ok rồi, cho dù là mưa mà có lạnh xuống thì các bé vẫn ăn bình thường, không có gặp cái vấn đề là bỏ ăn như là LG sẽ bỏ ăn nếu mà lạnh là nó sẽ ngưng ăn. Trời, bé dễ thương. Ok em, bây giờ chúng ta sẽ đi từ ngoài vào trong đi. Tức là ý anh muốn hỏi là em có thể cho mọi người biết cái kiểu hình bên ngoài của LG với Fatel nó khác nhau chỗ nào để có thể nhìn phân biệt không? Cái kiểu hình mà hai cái dòng này thì nhìn kiểu hình là chúng ta đều có thể sẽ phân biệt được rõ nhất. Về LG thì các bạn sẽ để ý là ở trên cái phần da của các bé sẽ có những cái chấm nhô lên. Còn đối với các bé Fatel á, thì nhìn thì vẫn có, nhưng mà các chấm đó nó sẽ rất là nhỏ và sẽ đa số là sẽ không lộ lên. Mà nó những cái chấm đó sẽ là những cái hoa văn ở trên cái da. Có nghĩa là đối với lại LG á, là mình gờ vô mình thấy sần nó rõ. Mình thấy nó sần rõ. Còn cái này mặc dù là chúng ta nhìn vô chúng ta thấy những cái nốt này, nhưng mà gờ vô thì nó không có quá sần. Dạ đúng rồi. Và cái thứ hai đó là cái tông màu của hai dòng này nó cực kỳ khác nhau. Đối với lại dòng LG nó sẽ thiên về những màu sắc sặc sỡ hơn, những màu sáng. Còn đối với lại Fatel nó sẽ thiên về những cái tông đậm và tông tối là nhiều. Ví dụ như bé này là một bé normal head Zulu Caramel thì là nó sẽ nghiêng về cái tông màu sô-cô-la và màu nâu là nhiều. Tại vì căn bản là normal là cái màu nó là màu nâu. Cái gen Zulu cũng tương tự như vậy. Và Caramel thì nó chỉ có thêm một cái ánh màu nâu nâu như thế này thôi. Thì mọi người đều biết Caramel là cái đường mà mình nung ra đó, mình màu nâu nâu ra, nâu nâu. Thì bé này là một bé cái. Thì đối với các bạn chơi Fatel á, có một cái sự nhầm lẫn nhẹ nhẹ. Ngay cả bản thân em lúc mà mới tiếp xúc với dòng Fatel này thì nó làm cho em có một cái bỡ ngỡ. Tại vì em cũng là một người đã từng chơi LG rồi. Thì đó chính là cái việc phân biệt đực cái. Việc phân biệt đực cái ở LG rất là đơn giản, ở chỗ là con đực sẽ có hai bi,
và con cái không có. Giống như ego của anh là sẽ có con đực thì lúc mà mình dở lên thì sẽ, lúc mà sinh sản thì sẽ thấy hai hồng bi. Còn con cái thì nó gần như là phẳng lì luôn. Đâu em dở lên em chỉ cho mọi người coi. Nãy bên BD cũng quên chỉ cho mọi người coi đó. Quên cái đó. Thì đối với phát teo này á, cái việc mà mình nói tại sao khó phân biệt ở chỗ á, là ngay cả con cái cũng có bi luôn. Ồ, có nghĩa là phát teo là con cái có bi luôn. Dạ, con cái cũng có bi luôn. Đây mọi người thấy nè. Đó, nó vẫn có bi bình thường. Nó vẫn lõm vô ở giữa và hai cục hai bên lòi ra. Và cái việc mà phân biệt một con cá với một con đực, nó dựa hoàn toàn vào việc cái chữ V xuất hiện ở hai chân sau. Nghĩa là ở LG á, thì mọi người sẽ nghĩ là con đực nào cũng sẽ có V. Nhưng không, con đực nó có bi nhưng nó lại không có chữ V nào hết. Nhưng mà con đực, ví dụ như đây em có một bé đực. Bé này tại vì nó là gen, nó là YO cho nên mắt nó hơi yếu. Mắt nó ra ánh sáng nó sẽ yếu. Đây là một bé đực. Này là YO Zulu Caramel. Đây, mọi người thấy rõ một cái chữ V. Là chữ V, V ngược đó các bạn. Đó, cái chữ V này thì đó là con đực. À. Tức là mình lưu ý lại là đối với dòng phát teo này, khi mà các bạn mua, các bạn muốn mua đực cái thì các bạn chỉ cần nhìn vào có chữ V hay không có chữ V. Đây, đây là một bé cái hoàn toàn không có V. Đây, cho mọi người mặc xem dù là hai bên nó vẫn có bi ha, hai bên nó chính giữa nó vẫn lõm, hai bên nó cũng vẫn nhô ra có bi. Nhưng mà tuy nhiên con cái là nó sẽ không có chữ V. Còn con đực là nhìn vô chữ V rất là rõ, các bạn thấy không? Đây. Một rất là dễ nhìn luôn. Đó. Anh em mà không sợ lẫn lộn luôn. Đó, thì là đối với lại size to, size sinh sản thì là mình sẽ phân biệt là theo như cách đó. Còn size nhỏ hơn á, thì thực sự mà cái tỷ lệ mà check được đực cái á, hoàn toàn phụ thuộc vào cái điều kiện ấp nở. Đối với các bạn mà muốn ấp cái á, thì là sẽ sử dụng máy ấp để hạ cái nhiệt độ xuống cái mức để ấp ra được con cái. Thì cái tỷ lệ cái nó sẽ tăng lên cao hơn. Còn nếu như mà bình thường á, thì thường là sẽ dùng que để chọn. Dùng que, cái que mà test giới tính á, để chọn thì nó sẽ, tỷ lệ nó sẽ cao hơn là việc là mình cứ căn cứ vào nhiệt độ. Thì có nghĩa là đối với lại phát teo này á, và thậm chí là LG, chúng ta có thể chủ động tạo ra được giới tính của bé nó bằng cách là tăng giảm nhiệt độ. Còn cái thì chúng ta sẽ hạ nhiệt độ áp xuống thấp hơn, mát hơn. Con đực thì sẽ tăng nhiệt độ cao hơn. Đó là chủ động. Rồi thì cái vấn đề mà cái phát teo này nó lại khó ở LG ở chỗ là tỷ lệ con cái ra có thể không sống sót được. Đó là lý do tại sao đối với phát teo con cái luôn cao giá rất cao so với con đực, có thể mắc gấp 3 đến 4 lần con đực. Nó có, nói chung là nó có rất là nhiều nguyên nhân. Có thể là con cái nó có thể tạo ra sản phẩm. Có một số con cái nó lại nhìn nó trội hơn con đực. Hoặc là con cái nó khó ấp ra. Nghĩa là mặc dù chúng ta là sẽ dùng máy ấp để ấp tỷ lệ cái cao hơn, nhưng tỷ lệ cái vẫn có thể thấp như bình thường, không có, nó vẫn không cao. Không cao. Nói chung là để sản xuất ra con cái sẽ khó hơn ra con đực. Nhưng mà hồi nãy em có nói cái ý là những bạn cái mà được sinh ra thường không sống được á, em có tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao không? Cái này thì thực ra ngay cả những người mà chơi chuyên nghiệp thì họ cũng vẫn chưa tìm hiểu nguyên nhân. Họ chỉ ghi nhận, họ chỉ ghi nhận, ghi nhận lại thôi. Có một số bé thì là nở ra rồi nhưng mà nó tuyệt thật luôn. Nhất quyết không ăn là không ăn. Nhất quyết không ăn. Nó không hiểu cái lý do là như thế nào. Bởi vì thực ra phát teo là một cái môn chơi gọi là nâng cấp level cao, khá là cao so với lại LG. LG thì nó nói chung tính tình của LG nó rất là đơn giản mà LG rất là nhây. Còn phát teo thì tính nó đầm nhưng mà nói chung là nó rất là khó chịu. Khó chịu. Đó. Cái bé này xuất xứ ở đâu ta? Bé này thì là nó là ở châu Phi, ở Tây Phi. Tây Phi. Dạ. Thì là nó ở sống ở mấy cái vùng ven biển và gần với lại sa mạc Sahara. Mặc dù gần sa mạc Sahara nhưng mà cái nhiệt độ của tụi nó là em thấy là đối với lại trong nuôi nhốt á, thì nhiệt độ không cần phải quá cao. Nghĩa là nhiệt độ thấp nó vẫn em cũng nói cái môi trường sống nó cũng là ven biển, dạ, ven đồ biển, mà cho nên là nó sẽ mát hơn, đúng không? Dạ đúng rồi. Và cái đặc điểm mà thường thì mọi người chơi phát teo á là mọi người luôn săn lùng con cái nhiều hơn con đực. Ở cái chỗ là khi mà to, size này là vẫn chưa là phải là size to nhất của con của phát teo. Thì con cái người nó rất là mũm mĩm và cái đuôi rất là to. Thì có một số bạn là chơi kiểu là thúc size, như mình nói nãy về phần rồng Úc là thúc size sẽ là cho ăn nhiều thì các bé sẽ rất là mập. Nhưng mà có một số anh mà chơi sinh sản thì các anh nói là không nên cho ăn tới nỗi mà quá mập như vậy, bởi vì nó luôn luôn ảnh hưởng tới cái việc là sinh sản và mang thai.
nó dễ vấn đề về tắc chứng rồi nó mập quá với lại mỡ rồi nó chèn cơ quan nó di chuyển nó cũng không có được linh hoạt lắm. Với cái thứ hai nữa là anh thấy là này em nuôi là dàn rắc, cái rắc này là rất là phù hợp cho nhà những bạn nào mà sinh viên mà sống ở nhà trọ không có đủ không gian rồi muốn chơi sinh sản nhưng mà không muốn bị bày bừa ra quá nhiều hoặc là muốn chơi số lượng đó thì là rắc này rất là hợp lý. Thì cái rắc này nó giúp là tiết kiệm được không gian và tiết kiệm chi phí rất rất là nhiều luôn. Thay vì anh cứ mua từng cái hộp, cái thùng như vậy để anh để đó, cái thùng nhựa duy tân đó mọi người đó thì nó rất là tốn nhiều diện tích không gian mà thực ra nó cũng không có quá cần thiết thì nhưng không có thuận lợi cho việc chăm sóc nữa. Cái này mình kéo ra cái y như cái hộp tủ vậy các bạn, rất là dễ rồi. Anh em nuôi nuôi chăn rắn đồ này nọ rồi nuôi LG rồi thường sử dụng những cái rắc này đó thì anh thấy là nó ị phân á, mà nó cứ ị ra đây mà ví dụ như nó quá mập cái thân cái bụng nó cứ chà sát ở dưới á, là nó sẽ khiến cho cái dừa ở dưới nó rất dễ, thứ nhất là bị nấm, thứ hai là nó không vệ sinh. Đó thì là đó là cái lưu ý của em đối với những bạn mà newbie sắp chơi phát teo. Cái này mình kêu là phát teo là tại vì đuôi nó mập thì người ta gọi tên nó là vậy không? Còn cái gì nữa lưu ý khác nữa? Thì nói chung là về điều kiện chăm sóc thì vẫn như LG thôi, là trong có một chén nước và một chén canxi. Về cái canxi này á, thì có một số bạn hỏi là em không để chén canxi cho bé liếm mà em mỗi tuần em sẽ cho bé ăn có được không? Nghĩa là một tuần một lần. Thì mình nói là vẫn được, nhưng mà em có đảm bảo rằng là mình canh đúng cái lượng hay không? Tại vì thực ra là nhiều khi em thấy là cả tháng các bé cũng không liếm. Tự nhiên cái đầu tháng sau các bé lại liếm. Đó là vì sao? Các bé tự cảm nhận được mình thiếu cái gì đó thì các bé sẽ liếm. Đúng rồi. Còn ví dụ không cần thiết thì các bé cũng chả cần liếm. Như là mình để sẵn thôi, nhu cầu cơ thể khi mà nó cần thiết thì nó sẽ có để mà nó sử dụng đúng không? Còn nhiều khi mình cứ gọi là cứ miss vô, nhiều khi nó lại over, nó bị dư. Nó bị dư. Lúc cơ thể nó đang không cần thiết. Dạ. Với lại nó sẽ khiến cho cái lượng urat của các bé thải ra nó rất là nhiều. Giống như ở đây là các bé nào là mùa vừa rồi là liếm hơi bị nhiều, là em cho hơi nhiều á, là nó liếm nhiều. Các bé mà liếm nhiều thì sẽ thải ra urat nhiều hơn. Đây. Đây các bạn, cái này gọi là urat ha. Thì sẵn đây là cho những anh em nào mà gọi là newbie luôn, mới chơi bò sát luôn thì sẽ thường bất ngờ. Tại vì đối với những cái dòng bét khác á, thì thường cái phân á, nó đi á, là nó một loại một thôi. Nhưng mà riêng đại đa số các dòng bò sát á, phân thì thường nó sẽ có hai loại. Một cái loại là phân đen ha, cái này là chất thải từ những cái thức ăn mà chúng ta cho ăn tích hợp vô. Còn cái này gọi là urat, nó cũng là dạng chất thải và nó thường đi kèm với nó luôn. Nó khá là giống phân thằn lằn. Nếu mà bạn nào mà nghe cái từ urat nó lạ, mà lạ là do trước nay chúng ta chưa để ý thôi, nhưng mà chắc chắn là trong đời chúng ta đã từng thấy cục phân thằn lằn rồi. Thì cục phân thằn lằn nó có một cục màu đen trên đầu, nó có điểm màu trắng, thì cái đó gọi là urat. Nó là chất thải tự nhiên của đại đa số các dòng bò sát ha. Nó giống như thế này, igu cũng có, rùa cũng có, tùy mỗi dòng nó sẽ có nhiều có ít, có những cái nó không là vấn đề gì cả. Nhưng mà đối với con sulcata, cái urat là một cái vấn đề rất là nhức đầu của anh em mà nuôi luôn, phải tính đường thải cho nó, còn không thải được là sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Ok. Em cái con Fatel này anh thấy nó cũng mới xuất hiện chắc đâu đâu khoảng chừng mấy năm nay, 3 năm. Fatel là một cái dòng mà Việt Nam thì mới phổ biến ở những năm gần đây, 1-2 năm gần đây. Thì hiện tại là cũng rất là nhiều bạn đã sinh sản Fatel được rất là nhiều và tạo ra được những cái món nó rất là giá trị. Nếu Fatel thì theo em thấy là giữ giá tốt hơn so với LG. Giá vẫn ngang so với lại bên Thái và bên châu Âu, châu Mỹ. Cái hiện thực mà dẫn đến cái việc mà vẫn giữ được giá đó là sinh sản khó. Và những cái nghĩa là phát teo khi mà anh mua đúng gen và đúng móp, khi mà anh lai tạo ra đời baby nó sẽ ra đúng y như công thức mà anh sẽ làm. Nó khác với LG ở chỗ là LG em trải nghiệm qua một mùa thì em thấy là mặc dù anh mua đúng móp, đúng kịch bản luôn, nhưng mà khi mà anh lai tạo ra nó ra rất là tùm lum. Nó ra không đúng như những gì mà anh đã tính toán, cho nên là rất là khó. Có khi nào là do cái gen nó tạp quá không? Tại vì nó đã quá nhiều rồi, anh em trộn vô. Đó cũng có thể là một phần nguyên nhân. Còn cái này còn ít, nên ra cái gen nó còn tương đối là nó sạch. Đúng rồi. Nói chung là phát teo mọi người dễ tạo ra được, nhờ những con trong bầy có những con trội hơn, 1-2 con trội. Những con đó giá nó sẽ có thể lên tới vài chục triệu con. Giá của sẽ rất là cao. Và thường những con đó thì những breeder họ sẽ giữ lại để làm giống chứ không bán. Rất là dễ thương luôn các bạn. Da nó như thằng, cái phần da dưới bụng này nó rất là mịn luôn ha, giống như da thằng lằn vậy. Còn ở trên này thì nó hơi nhám nhám chút xíu, nhưng mà vẫn không có gai hột giống như tụi LG ha. Đó, và các bé này nó
nó phù hợp, với lại mình đang nói về tính cách thôi ha, chứ còn cái cách chăm sóc thì cũng phải kỹ tính, nhưng mà cái tính cách của nó là nó không quá gọi là năng động như kiểu của Igu. Đó, Igu là nó mấy bạn nhỏ, mấy bạn nữ nuôi sẽ hơi ngại, bạn nhỏ thì nó bám vô cái móng nó đào. Đó, còn bạn nữ cũng vậy, chạy chùa, nhưng mà đối với những bạn này nè, Fettel này với lại BD nè, cũng phù hợp với lại các bạn nhỏ và các bạn nữ nè. Đó, nuôi rất là dễ thương luôn. Thì em thấy là với Fettel với lại Fettel LG thì nó lại không có cái tính này. Fettel nó lại có một cái sức hút đối với các bạn nữ là nhiều. Tại vì thực ra em thấy Fettel nó rất là đầm tính luôn. Nó không có cái kiểu giống như là LG nó cứ hứng là nó cắn bậy. LG thì em nuôi một thời gian là em thấy có con tính nó rất, như là gen Enigma là nó rất là ngáo. Còn Fettel á lại nó không gặp những cái trường hợp như vậy. Nói chung tính rất là đầm, cầm lên hay là chơi tương tác bằng tay hay tương tác bằng mắt thì rất là ok luôn. Nói chung là nó không có nhoi, thì nó rất là có một cái sức hút với các bạn mà phái yếu hay là những trẻ nhỏ. Rồi thì nói chung là Fettel thì hiện tại là em chỉ mới tiếp cận từ từ thôi, chưa có gọi là đi chuyên sâu. Đâu sưu tầm được bao nhiêu? Hiện tại là em có, nói chung em đánh chủ yếu là về Zulu là nhiều. Zulu là nhiều ha. Thì ở đây em có một bé đực này là mới là say cận chung thôi, là Zulu Head Snow. Thì nói về cái Head Snow này á, thì rất là nhức đầu khi mà hiện tại nó có hai cái kiểu hình của Snow, đó là Oreo Caramel và Oreo Amel. Thì cái này nó rất là nhức đầu, bởi vì thực ra là ở trên cái trang web e-commerce của Moth Market á, thì cái gen Snow mà được toàn thế giới công nhận chỉ là Oreo Amel mà thôi, chứ không có Oreo Caramel. Khi mà các bạn đánh ra Snow á, mà các bạn đánh ra chi tiết á, cái gen của nó chỉ ghi là Oreo Amel thôi, chứ không có Caramel. Thì cái này nó rất là nhức đầu cho những bạn mới bắt đầu tiếp cận cái dòng này. Thì lý do tại sao cái dòng những cái dòng như Zulu hay là Caramel hay Normal là thích hợp cho những bạn mới chơi, bởi vì thực ra giá của nó rất là nhẹ và dễ chịu. Tầm bao nhiêu ta? Thường thì sẽ tầm từ 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu, cao lắm là sẽ là 3,5 triệu là đã sở hữu được những bé như vậy rồi. Gọi là 3,5 triệu là đẹp xuất sắc luôn. 3,5 triệu đẹp xuất sắc. Vậy tính ra giá cũng còn đã đau nhiều, đã so đau với nhiều lúc trước rồi đó. Tại vì lúc trước là một bé normal là đã phải là 3 triệu rồi. Đúng rồi. Bây giờ normal thì nếu như mà ai hét giá khủng lắm là tới 1,2 triệu, 1,3 triệu là đã max lắm rồi. Đó, bé này là đực hả? Dạ, bé này là đực. Cái này một mùa là một con đực nó sẽ có thể kết hợp được bao nhiêu bạn cái ta? Thì đối với bản thân em luôn, em không có cái thói quen là một con đực mà phối với nhiều con cái. Tại vì bản thân em là một người chơi theo thiên hướng là đam mê, chứ không phải là theo cái kiểu là chạy theo kinh tế khai thác. Tại vì các bạn biết là ví dụ như một mình mà chơi với quá nhiều đứa thì tất nhiên là không chơi lại rồi. Đó, thì một con đực thì đối với bản thân em là tối đa hai con cái thôi. Thì bên Igu cũng vậy, thầm có những cái ghi nhận và những anh em khác á, người ta làm một con đực thậm chí làm được 8-9 con cái luôn. Nhưng mà anh cũng đã từng test thử, em thấy cái chất lượng cái tinh trùng nó giảm xuống rất là nhiều các bạn, cái chất lượng của từng con cái nó yếu. Cho nên hiện nay mình á là một con đực iguana thì trung bình là khoảng 3 con cái. Nếu mà sung á, con nào mà sung lắm mình thấy nó vẫn còn sức á, là 4 con, là 4 con đó sẽ đạt chất lượng về tinh trùng, về trứng đều rất là cao. Còn nếu mà qua con thứ 5 là bắt đầu nó loãng cái tinh ra, là trứng á, mặc dù đẻ ra thấy phôi dày vậy chứ bỏ vô chuồng chừng 3 ngày là bắt đầu nó sụp cái phôi, rồi trứng nó đổi màu là hư hết à. Cho nên là đừng có ham, mà những bạn nào mà khai thác con đực quá sức á, cho phối 8-9 con cái qua mùa nó lâu hồi sức lắm, nó si hoài luôn, nó si, nó rút hình, nó không chịu ăn, là nó ăn lên nó không đẹp được, nó cứ ốm ốm, rút hoài nó si con đực luôn. Cho nên là đừng có khai thác quá, khai thác vừa phải thôi. Nói chung là đối với dòng Fettel này á, cái việc mà phân biệt được cái á, thì hồi nãy là em cũng có nói là chỉ cần dở người lên là thấy được cái chữ V ở con đực, còn con cái thì không có. Đối với những bạn nữ á, thì sẽ thắc mắc là bây giờ ví dụ như em nhìn bình thường thôi, em thấy giờ phân biệt làm sao được con đực con cái. Thì cái việc mà nhìn kiểu hình để phân biệt được cái chỉ được theo cái kinh nghiệm của em, thì em chỉ nhìn thấy là đối với size sinh sản thì con đực anh thấy cái đuôi của nó không bao giờ bự hơn hoặc là bự bằng cái đuôi của con cái hết. Đuôi của nó luôn luôn ốm, nghĩa là cho dù anh có thúc size cỡ nào thì con đực cũng không bao giờ mà đuôi nó có bề ngang.
nó chỉ có chiều dài thôi. Nói chung là ở size sinh sản con đực sẽ nhỏ con hơn. Dạ đúng rồi. Tại vì cái lý do là sao? Cái thứ nhất là vì cái bản chất nó đã là như vậy. Còn cái thứ hai nữa là cái đuôi con đực càng ngắn thì cái khả năng mà nó dở đuôi con cái lên để nó phối nó sẽ cao hơn, nó sẽ dễ đậu hơn. Còn nếu như mà đuôi béo quá nó rất khó lật lên. Nó quá nặng, cái đuôi nó quá nặng. Không quá nặng nó không có linh hoạt. Nó không linh hoạt được. Hay. Thì con này cái cách giao phối của nó là nó cũng cắn cổ con cái các bạn. Dạ, là nó nhét rồi. Vô đuôi y như cái kiểu của iguana thôi. Nói chung là đại đa số bò sát này nó sẽ giống giống nhau theo cái kiểu đó. Dạ. Theo cái hình thức đó. Hình như cái đuôi này cũng là cái nơi chứa dinh dưỡng hay cái gì nè. Dạ đúng rồi. Nếu như mà bé này nó sống ở cái môi trường là dạng giống như là thức ăn nó không phải là quá giàu, quá giàu có. Cho nên là cái việc mà luôn luôn dự trữ chất dinh dưỡng đó là đa số các dòng... các loài động vật ở châu Phi đều như vậy hết. Ngay cả những con như là hươu cao cổ nè, hay là những con mà dòng mà linh dương đó, là nó sẽ luôn có một cái bú mỡ ở trên cổ. Nếu như mọi người để ý khi mà coi truyền hình á, thì mọi người sẽ thấy ở trên cái phía gáy của nó sẽ có một cái bú rất là to. Ngay có con bò của mình cũng vậy. Nó có cái bú để nó dự trữ mỡ. Ví dụ như mà kẹt lắm nó không có thức ăn, nó sẽ sử dụng cái lượng mỡ đó để nó bù vào. Chứ ví dụ như bây giờ ở châu Phi nó nắng liên tục, có thể một 3-4 tháng nó nắng không có cây cối thì tụi nó không thể nào ăn được. Nó phải luôn luôn ăn. Đó lý do tại sao mà những cái mùa dù mùa xuân hay là những cái mùa mà cây cối nở là một đám cỏ là linh dương nó bào hết. Nó bào để nó tích trữ luôn. Nó phải tích trữ chứ. Chứ đó là cái nguyên lý hoạt động của tụi nó, chứ không phải là nhiều người nghĩ là ủa linh dương nó bào như vậy bây giờ nó quá gì rồi, bây giờ mình phải giết nhiều đi. Đó là điều không nên. Đó là điều không nên, chứ không phải là linh dương là một cái loài gì đó xấu xa. Thực ra là cái bản năng cái điều kiện của nó bắt buộc phải như vậy rồi. Biết ăn mà biết lo nữa. Ví dụ như mùa xuân thì cây cỏ nó phát triển tốt, cái nguồn thực phẩm, cái nguồn thức ăn nó dư dả thì nó sẽ ăn, nó tích trữ để cho cái mùa đông sắp tới cỏ hoa đồ đầu nó tàn á, nó này nọ của đông thì lúc đó đâu còn đồ ăn đâu. Thì nó sử dụng những cái thực phẩm mà nó đã tích trữ sẵn trong những cái mùa thuận lợi. Thì đây là một cái cơ chế thích nghi của đại đa số các loài động vật ở trong hoang dã. Có thể tích trữ, ví dụ như mỗi con mỗi loại, như lạc đà các bạn, lạc đà nó uống nước để nó trữ trong cái họng của nó rất là nhiều, nó đi suốt cái hành trình sa mạc nó không cần uống nước nữa, nó vẫn có thể lấy cái nguồn nước đó sử dụng ha. Thì cái này là một cái điều rất hay của thiên nhiên luôn. Em rồi ví dụ giả dụ như con này đang sống ở trong cái môi trường khắc nghiệt không có đồ ăn thì nó sẽ sử dụng những cái dinh dưỡng từ cái đuôi này ra. Dạ đúng rồi. Thì có nghĩa là cái đuôi này nó sẽ ốm à? Nếu mà cái đuôi nó sẽ teo lại. Nó sẽ teo tới một mức nào đó thì nó không thể teo được nữa. Đó, thì cái lúc đó là mình, ví dụ mình trong môi trường nuôi nhốt thì mình buộc phải cho nó ăn. Chứ nếu như mà các bạn để mà tới mức nó teo, tới mức mà nó trơ cả xương ra luôn á thì kiệt sức. Dạ. Nói chung nó cũng có giới hạn nào đó thôi. Dạ đúng rồi, tại vì trong môi trường tự nhiên á, cái này chỉ là phương án dự phòng thôi, chứ không phải là lúc nào nó cũng lười tới nỗi mà nó ngồi nó chỉ dùng cái lượng năng lượng dự trữ trong người nó vẫn phải luôn đi tìm thức ăn, nghĩa là nó tìm là nó sẽ ăn. Trong tự nhiên thì nó ăn bất cứ thứ gì nó gặp, ngay cả những cái con mà côn trùng độc nó vẫn phải ăn nữa. Ví dụ như những cái con mà bọ cánh cứng mà rất là cứng khó tiêu hóa nó vẫn phải ăn, bởi vì đó là cái điều mà nó buộc phải làm để nó sinh tồn. Nói chung đây là cái giải pháp cuối cùng thôi. Dạ, cái sử dụng cái đuôi này là một cái giải pháp cuối cùng thôi. Đó. Y như gấu mà chui vô hang ngủ đông mà mút ngón chân rồi á. Dạ đúng rồi. Hay quá. Cái dòng này thì nói chung là nó dễ phân biệt hơn là LG. Ở chỗ là cái này thì em chỉ mới có hiểu biết sơ sơ về những cái kiểu nhìn kiểu hình để nhận biết về morph thôi. Thì đối với lại Zulu á thì các bạn nhìn ở phía trên cái người của nó sẽ có một cái mảng, hai cái mảng giống như là bé này nè. Giờ anh quay bé này đi. Là Zulu á là trên người nó sẽ có nhìn như cây kiếm vậy, cái hoa văn. Anh nhìn nó giống cây kiếm mà, thấy không? Đúng rồi. Đó, đó là Zulu. Đó thì đó là em chỉ biết về cái Zulu là nó phân biệt được là kiểu hình là nó sẽ hiện ra cái hoa văn như vậy. Ok. Mấy bé này em cho ăn chế độ sao em? Chế độ cho ăn của em á thì đối với lại baby và size lớn em đều áp dụng cùng một chế độ, đó là ăn một ngày, nghỉ một ngày. Ăn một ngày nghỉ một ngày. Dạ. Mỗi lần ăn là một con dán Dubia thôi. Không ép size. Nhưng bé này là cỡ size chung thôi chứ đâu phải size bự thôi, con dán Dubia đó. Size vừa vừa. Size vừa vừa thôi. Chứ còn con kia size bự quá. Dạ.
Còn cái canxi, canxi em để xuống vậy em bổ sung canxi với vitamin sao? Cái này em giới thiệu sơ về sản phẩm này của anh luôn. Này của Bảo Thắng đúng không? Dạ đúng rồi, của Bảo Thắng. Cái này thì mọi người đều biết rồi, cái canxi, cái này, cái loại này là có D3 nha. Mình cũng có một loại không D3 luôn để lấy cho mọi người. Sẵn em nói cho mọi người nghe cái vụ D3 với không D3 để cho mọi người hiểu cái vấn đề này. Đây là sản phẩm của Reptizu nha mọi người. Canxi, cái loại này là màu xanh lá là có D3, màu xanh dương là không D3. Thì canxi là nó không phải là một, như anh Nam hôm bữa có chia sẻ về một clip là canxi không phải dạng thuốc bổ. Nó không phải là thuốc, nó là một khoáng chất thiết yếu cho bò sát. Nó chỉ hỗ trợ là giúp xương chắc khỏe và hỗ trợ là không bị những cái dị tật về xương. Thì đối với lại những cái dòng bò sát và những cái dòng thằn lằn như là Fatel hay là LG, hay là ngay cả những cái dòng như là Noctel, hay là nói chung là đa số thằn lằn, những cái loại mà không sử dụng ánh sáng của tia UVB thì là sẽ sử dụng loại này. Còn những loại mà cần thì có thể sử dụng loại này. Có một số bạn hỏi mình là ngay cả anh Nam cũng vừa mới thắc mắc là cái việc mà có D3 hay không D3 nó có ảnh hưởng gì không. Thì đối với mình là D3 nó chỉ là một dạng vitamin. Nó chỉ là vitamin giúp hỗ trợ, giúp xương chắc khỏe. Nó giống như là vitamin D mà khi mà mỗi buổi sáng sớm mà các bạn đem cho em bé ra mà phơi nắng á, thì nó giúp cho xương chắc khỏe hơn, nó tổng hợp được cái chất đó thôi. Còn ví dụ như mà các bạn có thể cho các bé Fatel hay là LG ăn liếm vitamin D3 trong cái thành phần canxi này thì thực ra cũng không vấn đề gì, nó không phải là một chất độc. Nhưng mà chỉ là nó dư một cái khoáng chất thôi, chứ thực ra nó cũng, nói chung là thay vì mình phải mua thêm vitamin thì thực ra này cũng có vitamin rồi. Có nghĩa là đội loại động vật nó cũng có tạm thời nó phân chia hai dòng là có loại là sống ban ngày, có loại sống ban đêm. Sống ban đêm tất nhiên là không có mặt trời rồi các bạn. Không có mặt trời thì đối với D3 nó cần phải có những cái UV trong ánh nắng mặt trời để nó chuyển hóa, đúng không? Khi nó ăn vô nó sẽ chuyển hóa cơ thể, nó nhờ những cái tia nắng nó mới chuyển hóa được. Thì đối với những cái dòng ban đêm á, thường người ta sẽ không cho ăn, người ta cho ăn canxi nhưng không bao gồm D3, tại vì nó hoạt động vào ban đêm, ban ngày nó sẽ rút trong hang nó ngủ không à, nó không có phơi nắng. Đó, thì nó khi mà nó những cái dòng ban đêm nó sẽ ăn cái loại mà không có D3, tại vì nó không có chuyển hóa được do nó không có phơi nắng. Còn những cái loại ban ngày thì người ta cho ăn cái loại có D3 thì nó phơi nắng vô nó mới chuyển hóa cái dinh dưỡng, nó cơ thể nó mới hấp thụ được ha. Ok. Dạ, đúng rồi. Thì ở đây mình cũng có hai sản phẩm, đây là của ông anh mình chế tạo ra. Cái này là của Nguyễn Lê Bảo Thắng nha mọi người, của BT Exotic. Thì hai sản phẩm này, thứ nhất là canxi vitamin D3. Thì cái này thì mọi người đều biết rồi, cái này là không chỉ có vitamin D3 mà còn bao gồm rất nhiều vitamin khác và khoáng chất. Cái này thì dùng bổ sung cho bò sát rất là tốt, thì định kỳ là một tuần mình sẽ sử dụng một lần. Tiếp theo là cái sản phẩm này rất là quan trọng đối với bò sát, đặc biệt là anh em chơi những cái dòng bò sát mà như là, nói chung là đa số luôn, rùa hay là BD hay là Igu thì đều có thể sử dụng sản phẩm này làm men tiêu hóa. Cái men này nó khác cái loại men nước ở chỗ, cái này là nó có thể tẩm vô bất kỳ thực phẩm nào để kích thích thèm ăn. Nó không những là giúp tiêu hóa tốt mà còn giúp cho các bé thèm ăn. Bởi vì thực ra em lấy cho anh Nam ngửi thử luôn, nó có cái mùi rất là thơm. Thơm các bạn, rất là thơm luôn, mùi thơm, nó mùi trái cây rồi. Dạ đúng rồi, nó có mùi rất là trái cây. Đó là lý do mà khi mà các bé ngửi được cái mùi đó thì các bé sẽ cảm thấy là cái món này rất là ngon, thì các bé sẽ ăn. Ví dụ như rau, đối với BD, thực ra rau nó không phải là thức ăn chính của BD. Nó ăn rau chỉ là mình ép nó ăn thôi, để nó kéo dài cái tuổi thọ với lại nó dễ dàng tiêu hóa. Có một số con BD nó lại không thích ăn, nó không thích ăn rau luôn. Mình bỏ vô nhiều khi ngày hôm sau rau héo hết trơn rồi nó cũng không ăn. Thì cái cách mà mình áp dụng ở đây á, cho các bé này á, là mình sẽ rắc cái men tiêu hóa này lên. Nó sẽ nghe cái mùi, và nó sẽ quen và nó sẽ ăn. Nó tạo cái mùi thơm, rau thì nó không mùi, nhiều khi rau nó không mùi, các bạn nhìn nó chán. Thì tụi này nhiều khi nó cũng dùng cái, có cái khú giác á, nó sẽ kích thích cái sự thèm ăn của nó đánh hơi đồ này nọ thứ á. Rất là hay. Này là mỗi ngày là, nói chung là canxi thì lúc nào cũng để ăn chén đây rồi. Khi mà bé nó có nhu cầu thì nó sẽ bò lại nó liếm ha. Còn khi mà nó không có nhu cầu á, mà mình ép nó ăn á, thì nhiều khi nó dẫn đến tình trạng bị dư. Thì đối với lại cái vấn đề mà bên những cái dòng Lisa đồ này nọ, Gecko này đó, thì MBD nó là bị biến dạng về mặt xương khớp. Bên rùa là nó gọi là pyramid,
đó thì cũng là một cái dạng nguyên nhân khớp, thì nó nhiều đa số mọi người nghĩ là do thiếu hụt những cái canxi đó thì nó dẫn đến tình trạng đó, nhưng mà thật ra là dư nó cũng bị nha các bạn, dư cũng bị, thiếu cũng bị, chỉ có vừa đủ thôi. Cho nên là nhiều bạn có hỏi mình là anh ơi em cho bé nó ăn canxi này canxi kia được hay không, mình nói ăn thì được rồi, nhưng mà nên lưu ý nó không phải là một dạng chất bổ. Nhiều bạn cứ suy nghĩ nó là chất bổ, nghĩa là cho ăn càng nhiều càng tốt, như vậy là sai lầm ha. Chỉ cho ăn một cái lượng vừa đủ thôi, chứ còn dư quá là nó cũng nguy hiểm. Nhưng mà các bạn cho ăn bên ngoài á, ăn cái kiểu bên ngoài nó rất là dễ bị dư. Ví dụ như bên Bigu đồ mà chúng ta hay rắc lên rau một đống gì đó, là có nghĩa là bé nó không được lựa chọn. Chúng ta rắc lên rau thì nó tới nó ăn rau là nó ăn luôn mấy cái đó rồi, ăn luôn mấy cái đó thì nó không được sự lựa chọn. Cơ thể nó không có đang cần canxi, thậm chí là đang dư luôn, nhưng mà nó vẫn phải nạp tiếp vô nữa thì rất là nguy hiểm. Còn này chúng ta để cái chén ở trong đây vậy nè, thì bé nó khi nó có nhu cầu nó bò lại liếm, còn nó không có nhu cầu thì nó cứ nằm nguyên ở đó thôi. Đây này là thuận theo tự nhiên ha, bé nó sẽ tự cái cơ thể giống như bản thân mình vậy đó, bản thân cơ con người mình á, khi mà mình cảm thấy mệt mỏi nè, mình cảm thấy mình hơi bị tụt đường huyết do mình làm việc mệt quá, mình có thể chủ động kiếm lon nước ngọt hay cục kẹo mình ngậm vô để mình bổ sung cái lượng gluco mình bị tụt á, thì người mình nó sẽ khỏe lại. Thì nó nên là như vậy, có nghĩa là chúng ta chủ động cho bé nó chủ động chọn cái giải pháp, còn hơn là chúng ta cứ gọi là do chúng ta không hiểu, chúng ta để quá nhiều đi rồi bé nó ăn vô nó bị dư. Mà nó biến chứng xương khớp á, là mấy cái khớp gối, khớp tay nè, nó sưng lên bạn, rồi xương sống nó cong vòng lên vậy nè. Thì mấy cái đó là rất là càng ngày nó sẽ càng nặng ha. Mới đầu thì chúng ta nhìn chưa thấy gì đâu, nhưng mà càng về sau nó càng quéo người, có những con nó co rúm cái người đó lại trông rất là tội nghiệp luôn. Cho nên các bạn lưu ý cái chỗ canxi này, là canxi không phải là chất bổ, không phải là cho càng nhiều càng tốt đâu, mà phải tùy vô cái nhu cầu của cái cá thể đó. Ok các bạn ha. Ok em. Rồi, còn một cái lưu ý nữa đối với những newbie thì đó là cái việc mà tương tác bằng tay. Cái này thì nó khác ở LG, ở chỗ là LG thì khi các bạn cầm đuôi, cái clip của mình á, mình có chia sẻ là LG thì mình sẽ cầm đuôi đối với size sinh sản. Đối với phát teo, ngay cả size sinh sản hay size nhỏ như thế này, các bạn tuyệt đối không được phép cầm từ đuôi cầm lên, mà các bạn phải bợ từ dưới bụng bợ lên. Ví dụ như bé này, các bạn bợ từ bụng bợ lên thì các bé sẽ có cái điểm tựa, có cái điểm tựa thì các bé sẽ không bị quản. Đó, nó chỉ di chuyển ở trên tay của mình thôi. Nếu cầm đuôi nó đứt hay sao em? Dạ đúng rồi, đối với phát teo cái đuôi của nó rất là yếu so với là LG. Nó sẽ rất dễ bị đứt, đặc biệt khi anh cầm này, anh rờ cái đuôi của nó là anh thấy nó rất là yếu so với lại LG luôn. Dễ thương. Dạ. Búp búp. Nó rất dễ bị đứt. Mà đối với những bạn mà newbie, đặc biệt là trẻ nhỏ hay những bạn nữ, nghe mấy anh mà chơi mà LG á là chia sẻ là mấy con này cầm ngay đuôi lên là ok. Thì mấy bạn cầm lên, mà các bạn cầm lên, thứ nhất nó hoảng một cái nó sẽ quay qua nó táp các bạn, là các bạn thả liền, là thả từ trên cao xuống, là các bé thứ nhất là nếu như thả quá cao các bé sẽ bị vỡ nội tạng, chấn thương nội tạng. Cái thứ hai nữa là có thể khiến các bé bị đứt đuôi, mà thường đứt đuôi thì nhìn nó các bé không đẹp, nó có mọc lại nhưng nó sẽ vẫn không đẹp. Nó vẫn mọc lại, nhưng mà khác với lại LG ở chỗ thì em thấy là phát teo nó chỉ gần như là mọc một khoảng rất là ngắn so với LG thôi. LG thì mọc dài hơn, còn cái này thì mọc lại ngắn hơn. Nó nói chung là nó chỉ vừa đủ che cái vết thương lại, vừa đủ thôi, nó không có phải là mọc tròn ra. Thì đó là cái rất là dở của một số bạn. Thì đó, có một số bạn lại chịu nghe, có một số bạn lại không chịu nghe. Thì cái đó cũng tùy mỗi người, nhưng mà mình vẫn ưu tiên cái việc là LG hay là phát teo thì mình đều bợ từ dưới bụng bợ lên, như vậy cho nó an toàn. Không, đó là cái cách bắt ẩm bồng các bé nó chính xác á, khi mà chúng ta, bởi vậy mọi thứ nó cần cái sự chính xác. Cái sự chính xác nó thể hiện là chúng ta hiểu cái giống loài này, từ cái việc mà set up chuồng, cái chế độ dinh dưỡng, rồi tới cái cách tương tác nó phải đúng ha. Chứ còn iguana cũng vậy thôi, các bạn mà bắt mà bạn cầm vô đuôi á, tại vì sao phải không, đại đa số mọi người á, khi mà chưa tiếp xúc với những cái bạn này nhiều á, thì gặp nó thấy lạ là bắt đầu sợ. Thì khi sợ á, chúng ta thường suy nghĩ là sợ là chúng ta sợ cái miệng nó cắn đó, cho nên là chúng ta sẽ thường những người mà lần đầu tiên tiếp xúc á thì sợ nó cắn, đâm ra sẽ muốn cầm nó sẽ cầm cái vị trí nào xa cái miệng nhất, thì thường là chọn vô cái đuôi. Nhưng mà đó là một cái sai lầm ha, một cái sai lầm, tại vì nó hoàn toàn nó có thể quay lại nó cắn mình, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là sẽ làm tổn thương cho bé nó, rất là tội nghiệp ha.
Rồi thì hồi nãy giờ mình cũng đã chia sẻ cho mọi người về cái kinh nghiệm chăm sóc pastel của mình. Thì nói chung là về mạng, về phần cái lưu ý thứ nhất là về cách chăm sóc, thì mọi người chỉ cần xem lại cái clip của mình ở trên kênh Best Review Việt Nam để nắm lại được cái cách chăm sóc, để chăm sóc các bé được tốt hơn. Cái thứ hai nữa là về cái này hồi nãy mình không nói, đó là cái về cái phần lót chuồng. Đối với các bé pastel hay là LG thì mình đều sử dụng một phương pháp lót chuồng, đó là giấy. Bởi vì thứ nhất nó gọn, cái thứ hai nữa là tiết kiệm chi phí, thứ ba nữa là nó rất là vệ sinh luôn. Có một số bạn lại hỏi mình là bây giờ là em dùng cát được không? Mình nói cái này rất là nhiều lần, cát nó sẽ giúp dọn phân dễ hơn. Tuy nhiên là nó lại khiến cho các bé có cái thói quen liếm bậy. Mà liếm bậy một thời gian rất là dài thì sẽ dẫn đến tắc ruột và các bé sẽ rất nhanh đi. Thì cái đó là cái việc mà mình khuyến cáo các bạn là không nên sử dụng cát mà chỉ sử dụng giấy thôi. Bởi vì giấy là cái tối ưu nhất. Giấy mà mấy cái giấy báo á, mọi người hay giấy báo có mấy cái mực in này có ảnh hưởng gì không em? Thực ra giấy báo thì nó theo em xài thì em thấy không có vấn đề gì nhiều. Quan trọng là cái chất lượng của cái báo đó như thế nào thôi. Đó. Còn đối với em thì em vẫn sử dụng giấy in mà em... hồi xưa em giải đề là em cứ lấy ra em xài. Đó thì nó sẽ an toàn hơn. Nói chung cũng không phải là vấn đề gì quá lớn đúng không? Dạ, nó không phải vấn đề quá lớn. Ok. Cái thứ hai nữa là cái thứ ba nữa là vấn đề về những cái chất bổ sung, canxi, vitamin rồi đó. Thì cái này nó thứ nhất mình luôn luôn nói là canxi không phải là thuốc bổ, luôn luôn là câu đó. Thì các bạn phải cho các bé ăn một cách chừng mực. Thì đối với mình là mình sẽ để một cái chén cho các bé tự liếm. Đó là thói quen luôn của các bé luôn, nghĩa là các bé sẽ thấy cái bột, các bé sẽ liếm, hoặc là các bé sẽ, đối với các bé nhỏ, các bé sẽ leo vô để ngồi. Bởi vì thực ra là cái bột canxi nó rất là mịn và các bé baby thường rất là thích leo trong đó ngồi luôn. Dọc, nên, giống như dạ, giống như nít chơi cát. Dạ, đúng rồi. Rồi thì cái hai là các bạn nếu như có điều kiện thì hãy bổ sung thêm men tiêu hóa, vitamin, khoáng chất để các bé phát triển được tốt nhất và lên màu đẹp nhất. Cái thứ tư nữa là phải canh chừng túi tiền. Cái này là mình luôn luôn nói với lại newbie khi mà bắt đầu chơi pastel. Bởi vì pastel nó có rất là nhiều giá, bình dân có, trung cấp có, rồi cao cấp cũng có luôn. Đối với những bạn newbie, nếu như mà các bạn không có cái mục đích mà sinh sản thì tốt nhất đừng nên xuống tiền quá nhiều cho những cái màu nó quá đẹp. Thì thực ra các bạn cần là các bạn cần một người bạn chứ không phải cần một cái người mẫu. Trừ khi các bạn có quá nhiều tiền. Dạ đúng rồi, trừ khi các bạn mà có quá nhiều tiền để các bạn sẵn sàng bỏ tiền ra thì cái đó thì mình không nói. Còn ví dụ như các bạn chỉ muốn là mình có một người bạn để mình chăm sóc thì cứ chơi những dòng bình thường là được. Còn ví dụ như sau này các bạn có một cái mục tiêu là mình sẽ sinh sản hay là mình sẽ lai tạo thì được, các bạn có thể xuống tiền để có được cho mình những cái bé pastel nó đẹp hơn. Cái thứ năm là về cái vấn đề về gọi là sao ta, sinh sản. Đúng rồi, cái vấn đề này rất là nhức nhối trong anh em chơi luôn, ngay cả những người đã từng sinh sản. Và đối với những người newbie, một số bạn thì lại ngại chơi pastel bởi vì nghe mấy anh lớn nói là bây giờ pastel nó rất là rủi ro trong sinh sản, dễ chết, dễ như thế này như thế kia. Thì đối với mình thì đây cũng là một cái thử thách mà sắp tới mình sẽ phải đối mặt, là cũng sắp vô mùa của pastel sinh sản. Thì mình muốn là cái kinh nghiệm mà mình có được sắp tới sẽ chia sẻ lại cho các bạn. Đối với mỗi dòng thì sinh sản là một cái gì đó nó thử thách và nó là một cái gì đó bất ngờ. Thì mọi người ví dụ muốn chơi sinh sản thì mình cứ sinh sản, còn thành công hay không thành công thì cái đó là về tương lai, thì mình cứ từ từ mà chờ đợi. Cái đó là một cái gì đó nó cũng rất là đáng để mà chờ đợi. Khi mà nó ra được sản phẩm là một sự hạnh phúc, nhưng mà thật ra hạnh phúc đôi khi nó không đến ở cái bước cuối cùng mà nó đến cả một cái quá trình. Thì trong quá trình mà chúng ta ghép cặp, rồi chúng ta quan sát hành vi tới cái mùa sinh sản, rồi cho các bé ghép cặp, rồi con cái ôm trứng đẻ trứng ra, thì cái quá trình đó là sự hạnh phúc. Thì trên quá trình đó chúng ta sẽ gặp những cái khó khăn, những điều chúng ta không hiểu, chưa hiểu bé nó đó, thì hoặc là những cái điều mà chúng ta vô tình phát hiện được đó, thu thập được, rồi coi như là trải nghiệm, đôi khi cũng có trả giá nhưng mà cũng thu về cho mình những cái bài học kinh nghiệm, thì mình nghĩ cái rất là đáng để trải nghiệm luôn. Thì thật ra cái hứng thú của mình nó đến từ đó. Thật sự mà nói nha, đôi khi
Bên Iguna của mình đẻ ra một đứa con đẹp á, mình sướng rần rần. Nhưng mà mình nghĩ là cái quá trình phía trước á, mình sướng hơn nữa. À, mình đã giống như là khi mình chưa làm á, cái đầu mình suy nghĩ về cái việc đó đi. Mình suy nghĩ như vậy có đúng hay không, có đúng hay không. Rồi khi mà mọi chuyện nó đi theo cái guồng, theo đúng cái suy nghĩ của mình, theo đúng cái gọi là cái miêu tả, cái hình dung ở trong đầu mình á, thì nó sướng ở chỗ đó. Khi mà mọi thứ nó mình suy nghĩ đúng á, thì nó vui chỗ đó, nó hay chỗ đó. Cho nên là cứ mạnh dạn trải nghiệm và phải mở cái tấm lòng ra để học hỏi, phải lắng nghe, phải áp dụng các bạn. Chứ còn làm theo cái kiểu ngang ngang á, có nghĩa là không cần quan tâm là tụi bay cần gì, tao làm theo ý tao, và cuối cùng là nó bé nó sẽ suy yếu, nó chết rồi, rất là đáng tiếc luôn. Ha, ok em. Về cái phần sinh sản này thì em cũng có muốn bổ sung thêm một ý, đó là nếu như mà các bạn muốn làm sinh sản thì mình khuyên là nên tìm được một cái người mà đam mê chân chính để mà tìm cho mình những cái nguồn gen tốt. Bởi vì phát teo thì bây giờ nó rất là nhiều head luôn. So với LG thì phát teo thực ra rất rất nhiều head, nghĩa là theo mình biết là nó có tới gần rất rất là nhiều gen lặn luôn. Nó không phải là như Ego của mình là có Green Red, hay là Green Red là những cái con mà gen trội thì mình biết rồi. Những con này chỉ có một mình, mình nhớ là chỉ có Normal là gen trội, còn những gen khác là đều head hết. Mà mọi người đều biết head nó chỉ ở trong máu thôi, nó không biểu hiện ra bên ngoài. Cho nên cái việc mà lựa chọn đúng gen và đúng nguồn gốc nó rất là quan trọng. Nếu như mà có sai sót, các bạn sẽ phải quay ngược lại để hỏi cái người mà đã bán cho các bạn. Còn nếu như mà các bạn hỏi một cái nguồn không uy tín, một cái người mà không tin tưởng, thì tới lúc đó mình bị lừa thì thực sự mà nói rất là đau. Cái đó là một cái dấu rất là đau luôn, và bản thân mình cũng đã trải nghiệm qua điều mất đó rất nhiều. Mất thời gian, mất tiền bạc. Nói chung bộ môn nào mà các bạn phải tìm cho mình được một người dẫn dắt uy tín, có tâm ha, thì các bạn đỡ lắm, đỡ mất thời gian, đỡ mất tiền bạc, rồi chúng ta thăng hoa đó. Còn các bạn mà đi lộn thầy cho núi đè luôn, thầy gạt ghê lắm. Cho nên là nhớ tìm thầy cho đúng thầy nha, chứ còn giờ thầy gạt cũng hơi nhiều á. Ok. Với lại cái trong các dùng những cái gọi là thực phẩm chức năng nè, bổ sung này nè các bạn, thì theo mình đó là các bạn nên, nếu mà bạn nào chưa rành thì có thể inbox với lại Quốc để có một cái lịch cố định bổ sung. Ví dụ như bao nhiêu ngày là bổ sung cái gì, thì chúng ta nên có một cái đàng hoàng, chứ đừng có tùy hứng. Tự nhiên hôm nay ngồi, ê, lâu quá chưa cho ăn canxi, đổ một đống canxi vô. Lâu quá chưa cho ăn vitamin, đổ một đống vitamin vô xem. Cho nó ăn xong á, quên cả tháng sau, 2 tháng sau mới nhớ lại là nó chưa được ăn lâu quá lại cho vô, thì cái kiểu đó là rất là không có tốt ha. Mà chúng ta nên có một cái thời khóa biểu đàng hoàng, có một cái lịch trình chăm sóc đàng hoàng tới ngày này sao, đúng không? Dạ. Ok. Rồi có lưu ý nữa là cái con trong các loại mà bò sát á, thì con cái dòng LG và Fatel này nè, là về cái điều kiện sống là tương đối nó dễ nhất. Dễ là tại sao mình nói vậy, các bạn thấy cái chuồng trại của nó rất là đơn giản ha. Chỉ là một cái hộp nhựa như thế này và sử dụng những cái rắc như thế này, không có cần đèn đốm hoặc không có tốn thời gian phơi nắng gì cả, bởi vì nó là loài hoạt động ban đêm đó. Nó rất là đơn giản vậy thôi. Vấn đề phân của nó cũng tương đối là sạch sẽ, khô ráo đó. Thì đây là cái bạn bé mà mình thấy là đơn chăm sóc là thuộc dạng đơn giản nhất á. Như tụi này cần phải đèn nè. Đó, bò sát ngoài kia thì nó cần phải, ai con Igu đồ thì nó cần nắng, thì nó tất nhiên nó vẫn đèn được, nhưng mà nắng thì tốt hơn. Rồi cái phân bón đồ nó, cái phân đồ của nó cũng dơ hơn, nó nhiều hơn nữa. Nhưng mà tụi này rất là sạch sẽ, rất là phù hợp cho với các bạn nhỏ và các bạn nữ, những người đam mê. Bây giờ rất là nhiều bạn nữ mê bò sát ha, đây cũng là một tín hiệu mừng. Trong tương lai sẽ rất là nhiều bạn, rất là chất luôn. Ok, thì ai mà đam mê LG, ai mà đam mê Fatel thì có thể lên kênh Best Reviewer Việt Nam. Và trên đó thì Quốc đã có chia sẻ rất là nhiều clip về cách chăm sóc, rồi những cái cơ bản đó. Nếu còn gì thắc mắc nữa có thể inbox riêng, Quốc sẵn sàng chia sẻ hết. Nói chung là anh em đọc tài liệu, nghiên cứu tài liệu, trải nghiệm tài liệu là chỉ mong muốn được chia sẻ thôi, chứ không có muốn giấu làm của riêng ha. Cái đó là điều gọi là sung sướng á. Ok. Thì em cũng muốn nói thêm là những cái mà từ nãy giờ mình chia sẻ với lại anh Nam cũng như mọi người là những cái kinh nghiệm, cũng như là những cái cách mà chăm sóc trong cái quá trình mà mình trải nghiệm cái dòng đó, chứ không phải là
mình tìm được ở đọc ở đâu đó hoặc là mình học của ai đó rồi mình chia sẻ lại cho các bạn. Cái này là những cái gì mà mình biết, mình chia sẻ lại. Có một số bạn thì lại nói là mình không biết gì hết, không biết gì hết, nít ranh, chia sẻ tầm bậy tầm bạ. Đó thì mình làm kênh YouTube cũng gặp những cái bình luận như vậy. Nhưng mà mình cái mục tiêu mình đặt ra cho kênh YouTube của mình á là chia sẻ và quảng bá cái đam mê của mình với mọi người để mọi người cùng có thể tiếp xúc với những cái dòng này. Thì rất là mong mọi người là ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng để thực hiện những cái đam mê của mình trong thời gian sắp tới. Ok, quá tuyệt vời luôn, một cái tinh thần như vậy kiếm đâu ra. Thật ra mình rất thích là giao lưu với lại những cái bạn trẻ mà có cái nhiệt huyết như vậy. Các bạn, mình bản thân mình là mọi người hay nói là trong mình có cái ngọn lửa đam mê rất là mạnh mà mình sẽ truyền lửa được cho những người anh em khác ha. Đó là cái tiếng thơm mà mọi người nói mình. Nhưng mà hôm nay ngồi nói chuyện với Quốc, chia sẻ với mọi người đó, thật sự là cái lửa của mình nó cũng phần phần luôn. Nghe Quốc chia sẻ là cũng nổi da gà đó các bạn. Quốc là lửa cũng mạnh lắm á, để mình quạt cho thêm miếng lửa nữa. Ra mình ngồi đây mồi quạt lát lên lửa nữa giờ nè. Dạ rồi. Ok. Okay. Ok, giờ mình tới cái còn một bộ môn nữa. Còn một bộ môn nữa mà đang suy nghĩ là có nên tách ra luôn không? Không, bây giờ mình còn một bộ môn rất là hấp dẫn nữa. Đó, bộ môn này nó có phần nó gì ta? Gọi là nó huyền bí hơn ha. Dạ rồi.